Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Triệu Nguyễn Huyền Trang. Các bạn đang xem tập tiếp theo nằm trong series Văn học yêu lại từ đầu, được mình thực hiện để hưởng ứng chủ trương học văn đúng nghĩa đến từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn và cũng là để đồng hành cùng các bạn học sinh Việt Nam trong việc tìm lại tình yêu với môn ngữ văn. Các bạn ơi, cách đây ít lâu thì có một người hỏi mình ở trên kênh, có một bạn khán giả hỏi là: "Chị ơi, học để làm gì? Tại sao mình lại cần phải học?" Trước khi mình bắt tay vào làm một điều gì đó thì chúng ta hay hỏi một cái câu như vậy, đúng không ạ? Như cái bản thân mình cũng thế. Mình cũng hỏi bản thân là làm cái clip này làm cái gì? Trong khi thời tiết thì rất là lạnh, Hà Nội còn đang mưa, không khí lạnh, và bây giờ đã là 10 rưỡi rồi, tối thứ bảy. Khi mà chúng ta muốn bắt tay vào hành động ấy, thì cái mục đích ấy là một điều rất quan trọng để giúp chúng ta có động lực và có cái niềm tin để đi đến cuối hành trình. Vậy thì bây giờ mình sẽ kể một câu chuyện trước khi trả lời câu hỏi nhé. Cách đây ít hôm thì mình rất là bận, và khi mà đi chợ thì mình có tạt qua một hàng bún chả ở trong chợ để ăn luôn, thay vì là vào một cái nhà hàng, một cái tiệm nào đấy. Ở trong chợ thì nó hơi bừa bộn và hơi kém vệ sinh hơn so với bên ngoài, nhưng mà đồ cũng khá là ngon. Thế thì khi ăn bún chả, một suất có 35.000 thôi, và mình có để ý cô bán bún chả, cô còn rất là trẻ và ăn mặc lịch sự lắm. Xong cô ngồi ăn cơm gạo lứt và uống nước, cũng là nước gạo rang các bạn, nước ấm. Mình rất là bất ngờ, bởi vì các bạn biết không, đấy chính là biểu hiện của một người biết chăm sóc sức khỏe, biết yêu bản thân ấy. Thì mình có hỏi cô cũng chia sẻ là ăn cơm gạo lứt để cho đỡ bị béo nè, hoặc là uống nước ấm để không bị viêm họng. Sau đó thì mình có lân la hỏi. Thật ra trước kia thì cô là cử nhân đại học và cũng đã đi làm cho một công ty. Tuy nhiên sau khi kết hôn thì chồng rất bận, còn cô ấy thì sinh con và không có ông bà hỗ trợ. Con thì nheo nhóc quá. Vì rất thương con nên là cô quyết định là nghỉ làm một thời gian để ở nhà chăm con cho đến khi con cứng cáp. Và khi mà con lớn rồi thì cô ấy không thể quay lại công việc ngày xưa được nữa, cũng không thể đi học thạc sĩ được nữa. Sau đó thì cô quyết định là đi buôn, đi bán hàng ngoài chợ, và cuối cùng là bán bún chả. Một người mẹ đã đánh đổi rất nhiều để cho con có thể có điều kiện tốt để lớn lên, để học hành đến nơi đến chốn, đúng không ạ? Cô cũng rất là vui vẻ chia sẻ với mình là bây giờ con cũng đã lớn và mọi thứ đã ổn định rồi. Mình nhìn thấy đâu đó hình dáng của một người phụ nữ trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Và đó là lý do mà ngày hôm nay mình đưa cái câu chuyện này vào phần dẫn nhập. Đây là chuyện có thật nhá, mình không hề bịa đâu. Nếu như các bạn cũng cùng chung thắc mắc học để làm gì và cũng muốn tìm hiểu vai trò của gia đình trong cuộc sống, thì chúng ta hãy cùng xem hết video này. Mình tin chắc rằng tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa có đủ giá trị, có đủ ý nghĩa để giúp tất cả chúng ta có thể hiểu ra một vài vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Bây giờ mình vào nội dung chính nhá. Ở trong bài phân tích này thì chúng ta cũng cần phải điểm qua một chút về bối cảnh sáng tác và tác giả, bởi vì đây là hai yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến nội dung. Thứ nhất là về bối cảnh sáng tác thì tác phẩm này được sáng tác sau những năm 1975, tức là trong một cái giai đoạn văn học mới. Lúc này thì đất nước đã được giải phóng hoàn toàn cả hai miền Nam Bắc, và từ đây cái định hướng trong văn học nghệ thuật cũng sẽ thay đổi. Bởi vì các bạn có nhớ không, văn học nghệ thuật nó cũng là một cái vũ khí chiến đấu, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của người dân, đến nhân dân quần chúng. Ở mỗi một thời điểm thì văn học sẽ có chức năng khác nhau. Lúc này thì đất nước đổi mới, rồi thì có nhiều những sự cải cách, thì ngay cả trong văn học nghệ thuật cũng sẽ có những sự cải cách và đổi mới. Thế thì nhà văn Nguyễn Minh Châu là một cây bút rất là nổi bật, cây bút tiên phong trong thời kỳ đổi mới. Các bạn phải nhớ cái từ tiên phong, tức là những người đi đầu luôn. Bởi vì ông là những người đầu tiên nhận ra được cái điểm hạn chế, những cái hạn chế, những cái tiêu cực trong văn học nghệ thuật. Một vài những cái nét khác mình cũng không thể biết hết được, nhưng ông là người nhận ra được cái hạn chế của nó, và ông quyết định thay đổi. Con đường thay đổi và đổi mới của Nguyễn Minh Châu nó rất gập ghềnh, có rất nhiều chông gai và trắc trở. Bởi vì ông là người đầu tiên, mà những người đầu tiên thì bao giờ cũng sẽ gặp cái sự phản đối. Mình khác biệt mà, nên mình sẽ bị soi mói, mình sẽ bị phản đối, mình sẽ bị để ý. Nhưng ông vẫn rất là lặng thầm, vẫn rất là lặng thầm can đảm để tiếp tục tiến lên. Thì đây là một số những cái nét liên quan đến bối cảnh sáng tác. Thế còn về nhà văn Nguyễn Minh Châu ấy, trong một cái video mình đã từng nói về ông ấy, thì Nguyễn Minh Châu là một nhà văn khá là ít nói, rụt rè, nhút nhát và không thể hiện nhiều. Trong cái đánh giá của bạn bè ấy, thì ông Nguyễn Minh Châu rất tốt bụng, nhưng mà là một người hướng nội, có rất nhiều trăn trở, rất nhiều ưu tư về cuộc sống, và luôn luôn tìm kiếm một cái điều gì đó thay đổi, tức là muốn tác động vào để tạo ra một cái điều tiến bộ hơn. Và ông ấy luôn âm thầm làm cái điều đấy, rất kiên định với cái ý tưởng của mình và thật sự tin tưởng bản thân để làm được cái sự thay đổi đó. Và có một vài người khi mà quen biết và tiếp xúc thì đã đánh giá ông Nguyễn Minh Châu là một cái người dũng cảm nhưng điềm đạm.
rất can đảm nhưng mà không hề là bốc đồng, và có cái sự bình tĩnh điềm đạm để có thể dần dần thay đổi được mọi thứ. Có một điều khá là đáng tiếc, đó là nhà văn Nguyễn Minh Châu đang ở trong cái độ chín nhất của tài năng văn chương thì mắc bệnh ung thư máu, thì năm 1989 nhà văn qua đời. Đó là một sự đáng tiếc rất là lớn cho nền văn học Việt Nam, nhưng mà dù sao thì trong cái khoảng thời gian mà sống ở trên đời thì cũng đã đóng góp rất lớn cho nền văn học. Và nếu như các bạn cảm thấy trân trọng và biết ơn nhà văn Nguyễn Minh Châu thì có thể ghi vào trong vở, được chưa? Hai từ nhá, tinh anh và tài năng. Các bạn cần phải giải nghĩa hai từ đấy đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phân tích với tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Các bạn có để ý không? Mỗi một tác phẩm ấy thì mình có rất nhiều cách phân tích. Ngày xưa mình cũng làm như vậy để có thể nhớ được bài, và bây giờ chia sẻ lại cho các bạn. Trong tác phẩm này thì mình không đi vào chi tiết, mình sẽ đi vào những câu nói kinh điển. Ở trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa đối với mình thì có 5 câu nói kinh điển, 5 câu quote á. Khi các bạn đọc một tác phẩm, học đọc một câu chuyện thì mình hay check quote là đúng không? Thì ở trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa cũng có 5 câu nói kinh điển, và mình tin rằng 5 câu nói này thể hiện được rất nhiều khía cạnh, những cái phương diện nội dung, giá trị của cái tác phẩm này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở sách ra để mình cùng xem 5 câu nói đó là gì nhé. Câu nói đầu tiên mà mình để ý đó là: cứ ngồi nguyên đấy, động đậy, tao giết cả mày bây giờ. Các bạn có hình dung ra được bối cảnh sinh ra cái câu nói này không? Tức là anh nhiếp ảnh gia Phùng, sau khi mà anh ấy đã bắt đầu chụp được bức ảnh đó rồi, chứng kiến được một cái cảnh đất trời cho rồi, phong cảnh rất là nên thơ hữu tình, thì anh ấy bắt đầu nghe thấy cái câu nói đó. Tất cả mọi chuyện nó như là sụp đổ ấy. À, hóa ra là đằng sau một bức tranh nên thơ như vậy, một cái khung cảnh gia đình nó rất là đẹp như vậy, như vẽ luôn, nó lại là những câu chuyện nó rất là bất hạnh, kiểu tấn bi kịch á, nó ngược đời á. À, thì bắt đầu bằng câu nói: cứ ngồi nguyên đấy, động đậy, tao giết cả mày bây giờ. Tại sao một người đàn ông lại có thể nói với cả con và vợ mình như thế? Ở đây là một cái câu nói nó rất là cay độc, đúng không ạ? Nó rất là phũ phàng, rất là bạo lực, nghe mang tính đe dọa và sợ hãi, không phải là một câu nói yêu thương. Nếu như thật sự không muốn con động đậy, không muốn con đi xuống thuyền thì cần phải nói như thế nào? À thôi con ơi, con cứ ngồi trên đấy, đợi ba một lát, hoặc là con đợi một lát rồi thì hãng xuống, đúng không? Các bạn có xem cái video trước được ngà không? Có nghe cái cách nói của người cha đối với con gái Thu không? Nó khác hẳn, đúng không ạ? Thế nhưng ở đây người đàn ông này họ không nói như vậy, nói một cái giọng rất là hằn học, rất là khó chịu và cộc cằn. Thế thì cái câu nói này nó sinh ra, nó phản ánh được cái sự đối lập giữa nghệ thuật, giữa cái bức tranh đẹp như thơ và hiện thực cuộc sống. Nó không hề giống như những gì mà nhiếp ảnh gia Phùng đang dự đoán, đang nhìn thấy, được chưa? Sau đó ấy, thì khi mà nói câu này xong ấy, thì bắt đầu dẫn vào một cái đoạn nữa. Lúc này thì nhà văn bắt đầu miêu tả về ngoại hình của hai con người đó. Ở đây chúng ta có người vợ và người chồng. Người vợ thì này, rỗ mặt này, khuôn mặt mệt mỏi này, rồi thì là tái ngắt buồn ngủ. Người chồng thì mái tóc tổ quạ, tấm lưng thì cong cong, xong rồi là hai con mắt đầy vẻ độc dữ. Các bạn có gạch chân được những cái từ này không? Những cái từ này nó miêu tả rất là sâu sắc và chân thực cái ngoại hình, và cái ngoại hình này nó thể hiện tính cách, đúng không ạ? Này, các bạn bao giờ nghe khái niệm là tâm sinh tướng chưa? Kiểu như mình là người thế nào thì mình thể hiện như thế ấy. Các bạn có thấy là dần dần qua các video này mình đỡ gắt hơn không? Mình đỡ ghê gớm hơn không? Dạo này lắng rồi, hiền hơn rồi. Đấy. Thế thì tâm sinh tướng mà. Người đàn ông ở đây, tất cả những cái miêu tả ngoại hình này nó thể hiện được một phần nào tính cách con người, cái cuộc sống của họ. Và các bạn sẽ cần phải dành một lời khen cho tài năng của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Không phải ai cũng có thể dùng những từ đắt giá và miêu tả một cách ngắn gọn. Chỉ có mấy câu thôi, nhưng mà chúng ta có thể hình dung được cái bối cảnh câu chuyện và cái con người này chân dung hiện ra như thế nào. À, xấu và thô kệch, rồi độc dữ, rồi thì rất là phũ phu kiểu như thế, đúng không? Đấy, sau khi miêu tả xong thì bắt đầu vào cái cảnh tiếp theo, cảnh đánh đập, cảnh bạo lực gia đình. Và ở cảnh này thì mình ấn tượng với một câu nói, một câu nói của người chồng. Các bạn dở trang tiếp theo nhá, người chồng nói gì? Người chồng nguyền rủa bằng cái giọng rên rỉ đau đớn. Để ý từng từ một nhá. Thế nào là cái giọng rên rỉ đau đớn, kiểu như là khổ lắm rồi ấy, không chịu được nữa. Ông ấy nói gì? Mày chết đi cho ông nhờ, chúng mày chết hết đi cho ông nhờ. Đây là vợ, đây là con. Tại sao một người bố, một người chồng lại rủa vợ con mình lại đi chết đi? Nếu chết thì còn ai đâu, đúng không ạ? Còn ai đâu ngoài vợ con mình. Thế nhưng mà quá là mệt mỏi, quá là chán rồi, bị gáp lực, bị gánh nặng. Đối với cái người đàn ông này thì vợ con là gánh nặng cuộc đời.
là cái sự tủi nhục, là sự xấu hổ, là sự chán trường, là những cái miệng đói ăn và lúc nào cũng là trách nhiệm, rất là vất vả và nghĩ đến chỉ thấy tiêu cực thôi. Vì vậy thì ông ấy trong cái lúc mà ông ấy cảm thấy tồi tệ nhất, đánh nhau, bạo lực thì ông ấy nói gì? Chết hết đi, chúng mày chết hết đi. Các bạn có bao giờ nghe thấy những người nói những câu như vậy không? Mình sẽ cần hiểu được vì sao cô mị tìm đến cái chết, vì sao ông này lại bắt vợ con mình, rủa vợ con mình đi chết đi. Có ai muốn nói như vậy không? Vậy thì cái điều gì khiến cho người đàn ông này đẩy đến cái nước đường cùng như thế? Thì mình sẽ cần phải phân tích cái tâm lý, phân tích cái cách họ thể hiện. Nguyền rủa bằng giọng rên rỉ đau đớn, chứ không phải là nguyền rủa bằng một cái giọng rất là cay nghiệt. Không phải, giọng rên rỉ đau đớn tức là không muốn đâu, nhưng mà vẫn phải nói bởi vì không thể chịu đựng được nữa. Thì đó cũng là những cái đấu tranh tâm lý, những cái mâu thuẫn trong nội tâm, những cái dằn vặt của cái người đàn ông, người chồng trong cái câu chuyện này. Đấy, và nó cũng thể hiện được là cái cuộc đời của ông này nó gặp những cái bất mãn, những cái sự thay đổi, những cái khó khăn như thế nào để từ một cái người vợ miêu tả là một người hiền lành, cộc cằn hiền lành, mà trở thành một người độc ác, một người vũ phu và nói những cái câu nó rất là mất nhân tính như thế, nó không còn tình người á. Đấy, thì chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu và phải tìm hiểu thêm nhé. Sau đó thì người đàn bà hiện lên bị chồng đánh với vẻ nhẫn nhục cam chịu và không hề kêu một tiếng, không hề trốn trả. Thế nhưng mà đến một cái lúc mà người đàn bà phải lên tiếng, các bạn đọc tít xuống dưới ấy, đó chính là lúc đứa con tên là Phát nó chạy xuống và nó đánh lại bố. Và sau đó là bị ông bố này tát cho mấy cái. Thế thì người đàn bà này có thể chịu đựng được những cái đòn roi của chồng, nhưng mà không thể chịu được cảnh chồng và con mình mâu thuẫn và xô xát nhau. Tức là mình đau thì được, nhưng mà con mình đau hoặc chồng mình đau lại không được. Và lúc đó thì bà ấy gào lên, bà ấy đau đớn và xấu hổ nhục nhã trước cái người nhiếp ảnh. Và bà ấy gào lên là Phát con ơi. Tức là muốn nói một câu gì đó để con ngừng lại, không đánh bố nữa, hai bố con kiểu không lao vào nhau nữa. Thì đó chính là cái hoàn cảnh để cái câu nói đấy nó thốt lên. Ở trong bài này không có nhiều những câu thoại. Ở sau khi mà người đàn bà lên trên tòa án thì có thoại, thế nhưng mà ở trước rất là ít. Và những câu thoại này nó chứa đựng rất nhiều những cái sự dằn vặt, sự giằng xé và những cái hoàn cảnh ở đằng sau. Con đánh lại bố, nó là một cái việc đi ngược lại với luân thường đạo lý, đúng không ạ? Bất hiếu. Và thấy bố tát con, sau đó thì bố con xô xát nhau, thì người phụ nữ rất là bất lực và cảm thấy tồi tệ, cảm thấy xấu hổ trước người ngoài. Và đó là lúc mà bà ấy thốt lên. Tức là người phụ nữ này, trong mắt bà thì gia đình, chồng con là tất cả, là những cái niềm tự hào, là những cái gì còn lại cuối cùng trong cuộc đời, đúng không? Vì quan trọng, vì họ rất là quý giá, nên khi mà họ bị tổn thương, khi họ bị đau thì bà ấy không thể chịu đựng được. Và bà ấy không thể nào để cái hoàn cảnh diễn ra được. Mình bị đánh thì được, nhưng mà con bị đánh hoặc là chồng bị đánh thì không được. Thì đó chính là một vài những cái suy nghĩ của mình khi mà mình đọc cái tác phẩm này. Và đến cái câu nói này, Phát con ơi, gào lên đau đớn. Thì mãi sau ấy thì chúng ta sẽ đến cái đoạn mà khi mà chứng kiến được cái cảnh khổ sở của người phụ nữ, thì có một số người, nhất là ở đây là ông Đậu và anh Phùng, mới gọi bà ấy lên để có thể khuyên bà là ly hôn đi, chúng tôi sẽ kiểu bênh vực cho chị, đứng về lẽ phải, đứng về chị. Thế nhưng ấy, câu nói kinh điển mà mình nhớ mãi cho đến bây giờ: quý tòa bắt tội con cũng được, phạt tù con cũng được, nhưng đừng bắt con bỏ nó. Một câu nói mà ngoài đấy mình đọc xong mình thắc mắc mãi, tại sao lại như thế nhở? Tại sao người phụ nữ này lại không bỏ chồng, không bỏ quách nó đi, đang bị đánh rồi bị bạo lực như thế, cuộc sống khổ sở như thế. Rồi các bạn đọc đằng sau ấy mới hiểu được cái nguồn cơn câu chuyện, và mới biết được là vì sao bà ấy phải nói một câu như vậy. Bắt tội cũng được, phạt tù cũng được, tức là thả đi tù, thả bị tội, nhưng không thể bỏ chồng. Cái người chồng này nó có cái vai trò gì trong cuộc sống mà bà ấy không thể làm cái điều đấy được? Mặc dù người chồng nó không tốt, người chồng mang lại đau đớn, mang lại tổn thương, nhưng bà không thể bỏ được, bởi vì người chồng cũng là một trụ cột trong gia đình. Trụ cột trong gia đình bởi vì gia đình hàng chài mà, nên là cũng phải lênh đênh ấy, nay đây mai đó, và cuộc sống rất là khó khăn, trong khi lại quá đông con. Thế thì phải cần có một người đàn ông để có thể gồng gánh cùng, chứ một mình bà này không thể nào mua được hàng chục đứa con và bao nhiêu miệng ăn. Xong rồi là cuộc sống lại bấp bênh, không có một nguồn thu nhập ổn định. Có những tháng bà ấy kể là có những tháng biển động và ăn xương rồng chấm muối mà. Các bạn có thấy kinh khủng không? Một đàn con nheo nhóc mà cả nhà phải ăn những cái món đấy thì sức đâu, hạnh phúc đâu ra, đúng không? Vui vẻ đâu ra. Thế nhưng người phụ nữ cũng không thể nào mà bỏ được, bởi vì nếu không có chồng thì cái hoàn cảnh nó còn thê thảm hơn, khó khăn hơn, và phải chấp nhận đánh đổi. Đánh đổi bằng cái việc là mình sẽ bị chèn ép, mình sẽ bị bạo lực, mình có thể là cái bao cát để ông chồng đánh bất cứ lúc nào khi ông ấy cảm thấy ức chế và bất mãn, nhưng vẫn phải chịu đựng để có thể giữ lại được một trụ cột trong gia đình,
để con mình còn có cơ hội có cuộc sống nó đầy đủ, nó ấm no để nó lớn lên. Thì đó chính là nguyên nhân để bà phải thốt ra cái câu nói này. Và trong những cái lời giải thích giữa người phụ nữ này với cả anh Phùng và anh Đầu thì bà còn nói là giá mà tôi đẻ ít đi hoặc sắm được cái thuyền to hơn. Vấn đề đây là gì ạ? Cái bất hạnh, cái mâu thuẫn, những cái bi kịch sinh ra là do đâu? Do không có tiền, do không có nghề nghiệp ổn định, do đẻ quá nhiều, không có kế hoạch, không có học. Đấy chính là vấn đề và nó sinh ra những cái mâu thuẫn. Đấy. Và câu nói cuối cùng, câu nói kinh điển cuối cùng mà mình nhớ mãi đó là câu vui nhất là lúc nhìn đàn con ngồi ăn. Câu nói nó vừa ấm áp, nó vừa ngọt ngào, nó vừa có sự cay đắng. Bởi vì cả đời chị có một lúc nào thật vui không? Tức là những cái người ở tòa án họ vẫn lo lắng, họ vẫn sợ là người phụ nữ này bất hạnh cả cuộc đời. Thì khi mà trước khi để bà ấy về thì họ thốt lên một câu như vậy. Hỏi thật đấy, tôi hỏi thật chị ấy, là cuộc đời chị liệu có bao giờ hạnh phúc không? Có chứ chú, bà nói rất là nhanh luôn, không phải suy nghĩ gì cả. Tức là người phụ nữ này luôn nhận thức được vấn đề mình bất hạnh ở điểm nào, nhưng mình cũng có những cái hạnh phúc bù đắp lại. Mình không phải là một người bất hạnh hoàn toàn, mà là một người sống trong cuộc đời với quy tắc rất là đơn giản thôi. Đó là có hạnh phúc thì sẽ có bất hạnh. Và ở đây thì trong mắt của người phụ nữ này, trong mắt người mẹ này, thì con cái, gia đình là tất cả. Chồng là một người quan trọng. Và chấp nhận, hiểu được cái sự tha hóa của chồng, thông cảm cho chồng, và không thể nào mà giúp anh ấy tích cực được thì phải chịu đựng, phải chấp nhận. Và sau đó thì phải biết gạn đục khơi trong, tức là tìm ra những cái điểm tích cực trong một cuộc sống rất nhiều cái điều tiêu cực. Đây là một cái tinh thần mà mình nghĩ là rất nhiều người cần phải học hỏi, kể cả mình cũng thế. Dù là phụ nữ hay nam giới thì chúng ta cũng cần phải học hỏi cái điều đó. Mình sẽ cần phải thỏa hiệp với cuộc sống để có một cái sự cân bằng hài hòa. Chứ bây giờ giả sử những người phụ nữ bỏ chồng đi và một mình phải nuôi 10 đứa con, mình nghĩ là không làm được điều đấy. Hoặc là cuộc sống nó còn khổ hơn, khổ một cách khác. Nên bà ấy thà chấp nhận là sống chung với chồng để chịu khổ bằng những trận đòn roi, nhưng để chứng kiến con có thể ăn uống no say và lớn lên, đó là hạnh phúc. Qua 5 câu nói vừa rồi ấy, thì mình có thể thấy được là chúng ta đi hết được câu chuyện rồi đấy các bạn. Thế nhưng ở đây thì mình cũng muốn nhấn mạnh về cái quan điểm tư tưởng của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Và cái điều này là một điều rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện này. Bởi vì trong cái câu chuyện này thì nhân vật Phùng ấy, có nói mấy lần về cái việc là vai trò của nghệ thuật, đúng không ạ? Nghệ thuật sinh ra để làm gì? Xong rồi là nghệ thuật có vai trò gì trong cuộc sống con người? Nếu như nghệ thuật sinh ra mà không giúp được con người đỡ khổ hơn thì có cần phải sinh ra không? Kiểu như thế. Hoặc là cái vai trò, cái trách nhiệm của người nghệ sĩ trong cuộc đời này. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã coi như cái nhân vật Phùng, nó chính là hiện thân của nhà văn Nguyễn Minh Châu luôn. Và nhà văn đã từng nói như thế nào? Bây giờ các bạn nhìn lên màn hình nha, chính là một câu nói của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Nhà văn tồn tại trên đời để bênh vực cho những con người không có ai bênh vực, để đi tìm hạt ngọc ẩn giấu trong những cái con người kiểu như là được bị bần cùng hóa, bị tha hóa, bị thay đổi ấy. Đấy, và họ tồn tại trước hết là để làm công việc là nâng giấc cho những người cùng khổ, cùng đường tuyệt lộ, tức là hết đường rồi. Cuộc đời nó quá là khó khăn và bi kịch rồi. Và nhà văn sẽ đi tìm ra những cái hạnh phúc, những cái điểm sáng để thắp lên ước mơ, để có thể giúp họ đi qua được những cái bóng tối đó. Thì đó chính là chức năng của văn học, là trách nhiệm của người viết. Đấy, thì các bạn cũng cần phải để ý, bởi vì nhân vật Phùng ấy, nó chính là một cách thể hiện khác của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Ok. Này, các bạn còn nhớ phương châm học văn của chúng ta không? Văn là đời, học văn tức là học làm người. Và mình hy vọng rằng các bạn có thể nhận ra được ông Nguyễn Minh Châu, nhà văn của chúng ta, cũng là một người luôn trăn trở về giá trị của văn học, về vai trò của văn học và nghệ thuật trong cuộc sống. Nghệ thuật phải đi liền với cuộc sống và phục vụ cho cuộc sống, phải mang lại giá trị thực tiễn cho con người. Ở đây thì trong cái bài này mình nhận ra được khá là nhiều thông điệp. Bên cạnh những cái quan điểm, những cái ý kiến về việc là vai trò của văn học nghệ thuật, thì mình rút ra được khá nhiều bài học cuộc sống và mình có thể chia sẻ lại với các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn nhận ở một góc độ khác nhé. Bài học đầu tiên đó là chúng ta cần phải sống chung với sự bất hạnh thay vì là sống bất mãn. Trong câu chuyện này có hai nhân vật đại diện cho hai cái cách sống. Người phụ nữ, người vợ ở đây là một người biết sống chung với sự bất hạnh. Còn người chồng là một người không biết chung sống với cái điều đó và trở thành một người bất mãn. Thật ra thì không có ai hạnh phúc hoàn toàn cả. Mình tin là như vậy. Và ở đây người phụ nữ cũng thế. Bà ấy biết trân trọng những giây phút hạnh phúc bên con cái và chồng và đánh đổi bằng những giây phút bạo lực trong gia đình, những cái mâu thuẫn, cân bằng giữa bất hạnh và hạnh phúc để có một cuộc sống hài hòa. Và khi mà người ta nhận thức được thực tiễn cuộc sống của mình có gì, mình thiếu gì và khả năng của mình đến đâu,
thì sẽ có những cái định hướng phù hợp, những lựa chọn phù hợp và sẽ không còn bị bất mãn. Và bài học thứ hai đó là vai trò của gia đình. Đối với mình thì gia đình là điểm tựa lớn nhất trong cuộc đời, nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất. Càng những người có khả năng mang lại hạnh phúc cho chúng ta thì lại dễ gây ra đau khổ. Các bạn đã crush một người nào đó chưa? Đã biết thích ai bao giờ chưa? Nếu như các bạn không thích thì họ làm cái gì các bạn cũng không quan tâm, đúng không? Nhưng nếu như các bạn thích, họ có thể mang lại niềm vui các bạn, thì chỉ cần họ làm một điều đó không đúng ý chúng ta hoặc là nó gây ra mâu thuẫn thì đó cũng là nguyên nhân của rất nhiều nỗi buồn. Đó chính là quy luật cuộc sống và mình có thể nhận ra được trong cái tác phẩm này. Điều cuối cùng, bài học quan trọng nhất cũng là để trả lời câu hỏi ban đầu: học để làm gì? Các bạn đã biết chưa? Dù các bạn đang xem video là nam hay là nữ thì các bạn cũng vẫn cần phải học, đúng không ạ? Và cái việc học này nó không chỉ gói gọn trong nhà trường. Chúng ta học để lấy kiến thức, để lấy bằng cấp, để có điểm tốt, nhưng cũng học để làm người, học các kỹ năng, đối nhân xử thế, những cái quan điểm, những quy tắc trong cuộc sống để có thể chung sống hài hòa với thế giới. Chúng ta học để có thể tự chủ được cuộc sống, tự lo cho chính mình, và sau này dù có gặp một hoàn cảnh gia đình như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không bị phụ thuộc. Vì vậy thì mình mong rằng bản thân các bạn là những người có đủ tự tin, đủ cố gắng, kiên trì để theo đuổi việc học và tìm được một hướng đi phù hợp, không bất mãn, biết chấp nhận những khoảnh khắc bất hạnh để đón hạnh phúc. Và đôi khi những giờ học vất vả của chúng ta chính là những cái lúc mà chúng ta cảm thấy đau khổ, cảm thấy mệt mỏi và chán trường, nhưng nó cũng là cái cách mà chúng ta có thể chinh phục được mục tiêu và thành công sau này. Nó cũng mang lại hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã xem video và hy vọng rằng các bạn cũng có thể phát triển được những bài học mới hơn từ trong chính câu chuyện này dành cho chính bản thân bạn. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!